Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Squad Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê. Và em là Long Trang. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh canh một chiếc đồng hồ rất là đẹp đến từ thương hiệu Frick Constant. Một chiếc mà khá là hiếm hàng rồi. Nó hiếm hơn cả cái chiếc mà có cả phần lỗ cơ ở đây. Bởi vì chiếc này thì nó ít hàng hơn rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một cái chiếc đồng hồ qua sử dụng. Sorry, tay em hơi nhiều mồ hôi. Đó bám vào đây. Một chiếc đồng hồ qua sử dụng, tình trạng còn rất là đẹp để anh em trải nghiệm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với chiếc SC330 này. Và để kết nối với bên em, giao lưu mua bán, trao đổi và tương tác nhanh nhất thì anh em hãy gọi cho em vào số 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Bây giờ thì em sẽ rút núm ra. Lúc này chức năng hacking stop sẽ hoạt động và chúng ta sẽ chỉnh đồng hồ đến 10:10. Đó, để giới thiệu với anh em về đây ở chiếc này. Chúng ta sẽ lùi cái kim chỉnh ngày ra một chút. Đó, giới thiệu với anh em luôn là cái nấc đầu tiên của cái núm này sẽ nấc chỉnh chức năng lịch ngày và sun moon khi mà anh xoay cùng ngược chiều kim đồng hồ thì đã chỉnh nấc chức năng lịch ngày. Đó, ví dụ đây là ngày 12, 13. Còn khi mà em xoay cùng chiều kim đồng hồ thì anh em sẽ chỉnh cho chức năng moon phase của chúng ta. Đó, như thế. Còn rút ra ngoài cùng là chỉnh giờ. Và đây là một chiếc đồng hồ có đường kính bề mặt là 40mm. Một chiếc 40mm với cái phần lắc tu lắc khá là ngắn, thế nên sẽ phù hợp với anh em có cổ tay khoảng 15 trở lên. Đeo chiếc này sẽ rất là đẹp, với một cái thiết kế rất là tinh tế, đẹp mắt. Và đi cùng với cả một cái vẻ đẹp đến từ vũ trụ ở chức năng Moon Phase, thể hiện cho cái bộ máy rất đẳng cấp của Frick Constant, thì chúng ta sẽ đang có trải nghiệm một cái chiếc đồng hồ rất là đẹp. Đây ạ, anh em thấy không ạ? Một cái thiết kế rất là cổ điển với kim mắt ngỗng và các cọc số la mã, tuy nhiên lại có những cái chức năng Moon Phase mang cái vẻ đẹp từ vũ trụ ở cái sắp đầy của Moon Phase này, và có tích hợp luôn cả lịch ngày nữa. Nó là một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời để anh em trải nghiệm. Với những anh em nào thích đồng hồ thì tất nhiên là cái chức năng Moon Phase này nó là một cái chức năng rất là ao ước, bởi vì là chỉ có những cái chiếc đồng hồ cao cấp thì mới có được trang bị cái chức năng Moon Phase này thôi. Bởi vì cái chức năng Moon Phase này nó rất là cấu tạo nó khá là khó. Thế nên chiếc đồng hồ thông thường thì thường như là không trang bị cái chức năng này. Và phía trên thì chúng ta vẫn sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa ở đây, rất là đẹp mắt và trong trẻo. Những cái option hết sức là tuyệt vời trên một chiếc đồng hồ đang đều ở cái chiếc 330 này. Ở phía trong chúng ta sẽ có một lớp vân cloud Gulliche Cloud de Paris ở đây, làm rất là tinh tế, đẹp mắt và dạng nổi ở trên phần đều phía trong này. Phía ngoài chúng ta sẽ có lịch ngày, các cọc số la mã và các vạch chia phút đều đóng tắp ở đây. Logo của Frick Constant Geneva góc 12 giờ, phía đối diện sẽ là sắp đều Moon Phase. Đó, đây chính là mặt trăng anh em nhé. Và dòng chữ Swiss Made, tất nhiên rồi, một chiếc đồng hồ Frick Constant Thụy Sĩ thì phải có chứng nhận Swiss Made là đúng. Và chúng ta sẽ có một cái kim dây rất là mạnh, chuyển động liên tục và nhịp nhàng, mang lại cho những cái cho chúng ta những cái trải nghiệm hết sức là chuẩn xác và đẹp mắt ở đây. Cái đồng hồ cơ nó đắt giá bởi vì là cái bộ máy nó rất là phức tạp, không hề sử dụng một chi tiết điện tử nào. Và hơn nữa, cái việc đồng hồ cơ luôn luôn hoạt động hối hả như vậy, cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy, không dừng lại, lúc nào cũng không hoàn hảo, có sai số. Tuy nhiên là người ta vẫn thích sử dụng đồng hồ cơ bởi vì nó cũng như một cái vật thể sống vậy, hiện diện trên cổ tay của anh em và cùng với anh em đi qua những cái thời điểm rất là thăng trầm và rất là khó quên. Đó chính là cái ý nghĩa của cái đồng hồ cơ này. Và với cái dịp cuối năm như thế này, anh em cùng ngồi với nhau, cùng khoe với nhau những cái thành tích được đạt được trong năm vừa qua, rồi cùng nhấp một chén cà phê, rồi bàn luận về những cái chiếc đồng hồ mà anh em đã sở hữu thì quả thật là quá tuyệt vời. Ở phía ngoài chúng ta sẽ có một cái bezel làm hoàn thiện cong
rất là cổ điển, thanh lịch và cũng rất là chi tiết nữa. Phải nói là cái chiếc đồng hồ này cực kỳ là cổ điển đấy. Và cái độ hoàn thiện tuyệt vời thì mới có thể là một cái bezel cong 2 tầng đẹp như thế này. Đồng hồ chúng ta sẽ hoàn thiện bóng 100%, tạo ra cái vẻ sang trọng của nó. Một chiếc đồng hồ thép thôi, tuy nhiên là rất bóng bẩy, sang trọng và trẻ trung nữa. Phía bên này chúng ta sẽ có một cái núm đến từ Freconstant, có logo của thương hiệu luôn. Đi cùng với cái đồng hồ thì sẽ là một bộ dây kim loại rất là chắc chắn, bằng thép đúc đặc không gì. Và dây mắt nhỏ như thế này thì nó dạng dây lưới vậy. Đó, ôm rất là sát đến cổ tay anh em. Và đeo trên tay thì cực kỳ là mềm, khiến anh không bị mỏi tay, không bị đau tay khi trong quá trình sử dụng nhé. Cùng với đó là một cái bộ khóa gập hết sức là dễ sử dụng, bấm ra là mở ra luôn. Và phía sau này thì chúng ta cũng có thể quan sát vài thông tin nữa đến từ thương hiệu Freconstant, như là chống nước ở 6 ATM tương đương với 600m này, kính Sapphire, Swissmade, Freconstant và cái mã serial number ở đây. Phía sau này chúng ta có thể quan sát được cái bộ máy caliber 330 đến từ Freconstant, sẽ có 25 chân kính, chạy tần số dao động là 28.800 VPH và độ tích cốt tối đa là 40 giờ để anh em sử dụng và trải nghiệm. Anh em có thể thấy là bộ máy được đánh vân rất là tỉ mỉ, cuốn hút và hoàn thiện rất là cao. Đây chính là trái tim của đồng hồ. Bộ cân bằng nó hoạt động rất là đều đặn, rất là chính xác, để mang đến cho anh em những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của một máy thụy sĩ đẳng cấp như thế này. Và với một chiếc 330 Moonface như này thì hãng đang bán mới với mức giá rất là cao, khoảng gần 60 triệu cho một chiếc như thế này. Tuy nhiên bên em đang có một chiếc qua sử dụng, tình trạng đẹp như trên hình, zin 100%, có bảo hành 2 năm cùng với cả cam kết chính hãng và hỗ trợ bảo hành sau đó đến 5 năm. Thì em đang giao lưu chiếc này với anh em với cái mức giá chỉ 21 triệu cho một chiếc FC Moonface đẹp tuyệt vời như thế này. Và bây giờ thì em đang đeo nó lên tay, một cái trải nghiệm rất là đẳng cấp và dễ chịu với một cái chiếc Freconstant Moonface như thế này. Rất là đẹp khi mà anh em fit với các trang phục áo sơ mi hay là các trang phục thường ngày đều rất là đẹp. Với cái độ mỏng, bộ máy cấu tạo phức tạp, tuy nhiên độ mỏng của nó chỉ khoảng 10mm thì rất là dễ đeo cho cổ tay anh em. Và trong cổ tay anh em trong khoảng 15 đến 17 đeo chiếc này đều rất là đẹp, như cổ tay 15,5 của em ở trên đây. Đó, cái dây đeo thì quá là tuyệt vời luôn. Và nếu như anh em thích chiếc này, hãy liên hệ ngay với em nhé, bởi vì em sẽ chỉ có một chiếc để giao lưu với anh em thôi. Liên hệ với em với số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc số Zalo 0973 816 72. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay, nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào bên em cả nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em.